Ở Manchester United hiện tại, người phụ trách các vấn đề liên quan tới chiến thuật không phải là Ole Gunnar Solskjaer, vì huấn luyện viên người Na Uy giống như Sir Alex khi xưa, là người làm nhiệm vụ quản lý tổng thể, tức giống như một manager nhiều hơn là một coach. Lên kế hoạch chiến thuật, tổ chức các buổi tập, thậm chí tư vấn thay đổi giữa các trận đấu là một người khác, đó là Kieran McKenna, người được xem là bộ não về chiến thuật của Quỷ Đỏ. Trong video clip này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem McKenna là ai, con đường đi lên trở thành trợ lý huấn luyện viên ở Manchester United của ông như thế nào, triết lý chiến thuật của ông ra sao và tầm quan trọng của ông ta đối với đội bóng do huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer dẫn dắt tới đâu. Nếu bạn cảm thấy video clip này hấp dẫn, đừng quên like, share, subscribe và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất của vũ trụ Man United nha. Kieran McKenna sinh ngày 14 tháng 5 năm 1986 tại vùng County Fermanagh, Bắc Iceland. Anh xuất thân trong một gia đình có truyền thống hâm mộ Man United. Lúc nhỏ, McKenna thường xuyên được ông thân sinh Liam McKenna dẫn tới khán đài Bắc Old Trafford để cổ vũ cho đội bóng yêu thích của mình. Dù vậy, Kieran McKenna đã gia nhập đội trẻ của Tottenham khi còn là một thiếu niên. Đến năm 16 tuổi, anh được ký hợp đồng chính thức cho đội bóng Bắc London và tại đây, anh trở thành một phần quan trọng của đội dự bị. Tài năng của McKenna giúp anh trở thành một gương mặt quen thuộc của U21 Bắc Iceland. Năm 2005, Kieran McKenna trở thành đội trưởng trẻ nhất lên ngôi vô địch tại giải U19 châu Âu được diễn ra tại Pháp. Nhưng tưởng sau cột mốc này, sự nghiệp của McKenna sẽ thăng tiến hơn nữa thì bất ngờ bước ngoặt cuộc đời lại đến. McKenna giải nghệ ở tuổi 23 do chấn thương hồng dài dẳng, không thể chữa dứt điểm. Dù giải nghệ, McKenna vẫn tiếp tục gắn bó với trái bóng khi chuyển sang công tác huấn luyện tại Học viện Tottenham. Đến năm 2015, McKenna lần đầu tiên được giao nhiệm vụ quản lý đội U18 của Spurs. Kể từ đây, chàng trai sinh năm 1986 đã gây được ấn tượng mạnh mẽ khi dẫn dắt U18 Tottenham vào tới bán kết World Cup 2014-2015. Đáng chú ý, đội bóng của anh đã đánh bại Man United tại vòng 5 với tỷ số 3-1. Vào thời điểm đó, đội U18 của Quỷ Đỏ đang sở hữu hàng loạt những nhân tố tài năng như Marcus Rashford, Timothy Fosu-Mensah, Cameron Bowles-Jackson và Axel Tuanzebe. Chiến thắng trước U18 Man United tại World Cup chính là chìa khóa giúp McKenna lọt vào mắt xanh của Quỷ Đỏ và chuyển đến sân Old Trafford một năm sau đó. Vào thời điểm đó, Man United đang thực hiện những thay đổi trong chương trình đào tạo trẻ sau khi huấn luyện viên kỳ cựu của đội U18 là Paul McGuinness từ chức. Nicky Bird, tân trưởng bộ phận phát triển đội 1 của Man United, đã vô cùng ấn tượng với những gì mà Kieran McKenna làm được trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Tôi đã gắn bó với Spurs từ năm 14 tuổi. Trong 15 năm qua, tôi có mối liên kết chặt chẽ với Tottenham và việc chuyển đến Man United đào tạo cho tôi một cơ hội phát triển tại môi trường mới và thực hiện những ý tưởng riêng của mình. Man United luôn là một phần tuổi thơ của tôi. Tôi đã có mặt ở Old Trafford rất nhiều lần khi còn nhỏ, thế nên được làm việc ở đây quả thật là một giấc mơ. Thế nhưng điều này đã nằm trong mục tiêu do tôi đặt ra. Vì vậy, đây không phải là một câu chuyện cổ tích. Đây là một đích đến mà tôi đã hướng tới từ lâu. Cả Nick Bird và Kieran McKenna đã nhanh chóng kết hợp hiệu quả trong công việc. Cựu tiền vệ của Quỷ Đỏ đã trao cho người đồng nghiệp của mình quyền điều hành và phát triển một lứa gồm những tài năng như Brandon Williams, Tahith Chong, James Garner, Angel Gomez và Mason Greenwood, những cầu thủ đã được thử thách ở đội 1 trong 2 mùa gần đây. Thật may mắn vào thời điểm đó vì tôi đã nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ đồng nghiệp. Chúng tôi sở hữu những nhân tố trẻ đầy tiềm năng. Bản thân tôi đã tiến bộ hơn rất nhiều khi được làm việc chung với họ. Những năm tháng gắn bó cùng với học viện đã giúp tôi rất nhiều và điều đó đã được câu lạc bộ công nhận. Tôi cảm giác cơ hội chuyển lên công tác ở đội 1 đã gần hơn bao giờ hết. Sau khi dẫn dắt các cầu thủ trẻ của mình lên ngôi vô địch tại giải U18 Premier League, Kieran McKenna đã được huấn luyện viên Jose Mourinho bổ nhiệm và làm trợ lý đội 1 cùng với Michael Carrick sau sự ra đi của Rui Faria. Đó là một đặc ân khi được làm việc cùng với Jose. Ông ấy là một người đã đạt được rất nhiều thành công trong sự nghiệp và là hình mẫu cho rất nhiều huấn luyện viên ở thế hệ của tôi nói theo. Jose Mourinho thấy được giá trị trong công việc của tôi. Việc ông ấy cho tôi cơ hội thực sự tuyệt vời. Tôi cũng có cái nhìn sâu sắc về cách làm việc của Jose. Chúng tôi đã xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp trong thời gian làm việc với nhau và điều đó giúp tôi tự tin hơn rất nhiều. Đó là điều khiến tôi luôn biết ơn Jose. Ở mùa giải năm đó, Man United đã giành được chức vô địch Europa League, League Cup cùng với siêu cúp Anh. Một năm sau, họ cán đích ở vị trí thứ hai Premier League. Tuy nhiên,
Với những khởi đầu tệ hại ở mùa giải 2018-2019, huấn luyện viên Jose Mourinho đã bị sa thải và Ole Gunnar Solskjaer là người kế nhiệm. Tôi đã nghĩ rằng tất cả mọi người, cầu thủ hay nhân viên sẽ chứng thực điều đó. Trước hết, Solskjaer là một người thực sự tốt. Ông ấy tin tưởng mọi người, hỗ trợ họ và tạo cho họ cơ hội để làm những gì tốt nhất, kể cả là cầu thủ hay nhân viên. Quá trình chuyển đổi, làm việc dưới quyền Solskjaer diễn ra rất tốt đẹp. Vai trò của McKenna đã tiếp tục phát huy dưới thời của Solskjaer. Có những dấu ấn về chiến thuật của ông ấy và tác động tích cực đến cách tổ chức lối chơi của đội bóng. Từ cuối tháng giêng cho đến khi các giải đấu bóng đá tạm hoãn vì dịch Covid-19, Man United cho thấy một phong độ vô cùng ấn tượng với 9 chiến thắng sau 11 trận, ghi được 22 bàn và chỉ để thủng lưới 2 lần. Vai trò thực sự của tôi là kết hợp mọi thứ lại với nhau. Điều này đem lại sự hỗ trợ cần thiết cho huấn luyện viên và các cầu thủ bằng nhiều cách khác nhau. Có lẽ điều quan trọng nhất là chuẩn bị cho các buổi tập giúp toàn đội có thời gian khởi động tốt nhất trước khi bước vào trận đấu. Với những ai đang gắn bó và theo dõi câu lạc bộ, họ đều có thể thấy rằng đây là giai đoạn cải tổ đội bóng với nòng cốt là những cầu thủ trẻ. Chức vô địch Premier League gần nhất của Man United là vào năm 2013 và là chức vô địch thứ 13 trong 26 năm trị vì của Sir Alex Ferguson. Thời gian cứ thế trôi qua và các huấn luyện viên cứ đến và đi khi không thể tạo nên được một tập thể có thể hướng đến chức vô địch. Điều quan trọng nhất của chúng tôi vào lúc này là cố gắng cải thiện mọi thứ của từng ngày. Man United đã và đang cải thiện thành tích của đội qua từng mùa giải và việc họ quyết tâm cải tổ đội hình ở mùa hè này sẽ là bước tiến đầu tiên cho tham vọng thống trị nước Anh và xưng vương tại Champions League mùa sau. Bên cạnh những bom tấn, việc các cầu thủ trẻ được kết nối với đội 1 thông qua McKenna hứa hẹn sẽ đem đến những nhân tố bí ẩn cho đội bóng, như cái cách mà Rashford và Greenwood đã trào sân ở những mùa giải trước. Nhân tố đó có thể là James Garner, người đã gắn bó cùng McKenna và được ông theo dõi ngay từ khi tiếp quản công việc tại Old Trafford.